Hoàng Hạc Tử Lan, sao lời ca bỗng dưng im bặt vậy? Vâng, chỉ còn nghe tiếng gió thoảng nhi vô, và chỉ còn nghe tiếng đập của tiếng ta, ngưng tiếng hát và cũng im lìm tiếng nhạc. À kìa, một gian dấp tiên, một gia nhân ẩn sau rèm chút. Có lẽ nàng ở cung trăng hiện về trần tục, tìm một ngày vui vẻ với tao nhân. Vì ta cùng bước lại bên rèm để thở chút hương nồng của nàng nhẹ thoảng. Hai tên kia hãy đứng lại. Kìa, lại thêm một nàng tiên kiều diễm. Này nàng kia, có bao nhiêu tiên nữ dưới thuyền, hay chỉ có hai nàng yến ẩm? Các người là ai? Chúng tôi là bướm xanh trong một mùa tuyết phụ, chờ mùa xuân ngắm vẻ đẹp vạn cành hoa. Các ngài có biết đây là đâu không? Đây là nơi hội ngộ gom phàm nhân xích lại cảnh tiên nha. Đây là nơi chôn xác kẻ sâu xa, để tiên nữ thảnh thơi nhìn quá nở. Hãy đi chỗ khác mà dở trò khả ố. Có kìa, sao nàng lại giận dữ? Là gia nhân nàng cho nên hờn giận, làm nhăn nheo gương mặt nõn nà. Thôi đi, hãy đi mau, thôi hai người vô lương, vì nơi đây không phải chỗ cỡ đùa. Trò khả ố các người hãy thu miên, nơi chốt rừng quen, đây là du thuyền, nơi công ngưng ngữ. Hỡi tiên nữ diễm kiều, càng hận giận càng làm tăng thêm sắc đẹp của giai nhân. Này nàng kia, chớ nên xúc phạm đến người phương xa, ai nghe đến cũng khiếp hoài. Ta chẳng cần biết kẻ lì lộm là ai, ta chỉ biết rằng ta có đủ quyền quy. Còn các người đứng trong bụi nhìn vào rèm ngọc, ta bảo phải lui, nếu không tuân lệnh chớ trách ta ác độc. Nếu nàng muốn so kiếm, kẻ này sẵn sàng, mời nàng. Nàng đã rơi gương, để ta xem. À, trên gương có khắc tên Chiêu Lan Đài. Chiêu Lan Đài? À, vị nàng kia hẳn là công nương Chiêu Trúc Lệ. Phải, chúng ta là con của Chiêu lãnh chúa, rồi đây các người sẽ bị rơi đầu. Rơi đầu? Hay ta sẽ là chủ nhân của đóa hoa tuyệt sắc kia. Đây, để ta trả lại thanh gươm cho nàng. Tử Lan, ta về. Xin chào nàng. Quân sĩ, bắt hai tên kia lại. Khoan, quân sĩ hãy dừng lại. Chị Lan Đài. Kìa, tại sao em không cho chị truyền lệnh bắt hai tên ấy? Em nghĩ rằng hai tên kia không phải là người dễ bắt đâu. Phải chi có Tùng Cương tráng sĩ. Trúc Lệ, em hãy ở đây mà đợi chờ chàng Tùng Cương của em. Còn chị sẽ về hoàng cung trước một mình. Kìa, chị Lan Đài. Có lẽ chị Lan Đài buồn vì cảm thấy cô đơn khi ta mong đợi Tùng Cương tráng sĩ. Chiêu Trúc Lệ. Tùng Cương ơi, em vui mừng quá vì cánh chim giang hồ của em đã về đây đúng hẹn hội đầu xuân. Trúc Lệ em, làm sao có thể trễ hẹn với em khi anh mong từng giây từng phút buổi tao cùng. Nên dầu ở một nơi nào, ở xa, anh cũng vội vã về với giai nhân bên hồ Trúc Lệ. Thông cảm nỗi gian lao của khách giang hồ lãng bạc, em xin dâng chàng ly rượu quý ở Mộng Hương Cung. Uống đi anh, uống tình em vào cơ thể. Rượu càng bầu, tình càng rác vào thêm. Rượu càng bầu, nhưng chẳng càng tình em. Câu nói ấy ngàn đời anh. Đàn năm cũ thuở hai ta gặp gỡ buổi đầu tiên, và anh đã làm sao xuyên hồn em. Nhưng từ lâu rồi anh không năng phim. Thôi đi,
Hỡi khách tình có cung đàn huyền diệu, hãy trỗi lên tiếng nhạc tuyệt vời. Đã ru hồn khách má hồng, vào mùa xuân đẹp năm xưa, cho cung tơ chơi vơi lá hoa. Mình nương theo tiếng đàn thoát lên cung trăng, đàn đã sẵn trí kỷ chờ, đừng để lỡ dịp tao cùng, hãy tận hưởng phút yêu đương. Dân lệnh giai nhân anh sẽ nắng tiếng tơ đàn, để hai ta hoàng triệu công nương trở lại hoàng cung. Tùng cương chàng Trúc Lệ, anh vẫn biết phút chia tay làm cho em đau đớn, nhưng tình trái ngang là tình đẹp đến thiên thu. Thôi em hãy về đi. Còn chàng, anh trở lại miền duyên hải xa xôi, để rồi sóng gió của thời gian cuốn thuyền ta về cõi chưa. Trúc Lệ Tùng Cương. Buồn nào hơn cách xa người thương, chung thủy đôi ta muôn đời hơi ngàn, cuộc tình buồn cách ngăn đời ta. Anh nhớ thương em đợi chờ, mình hẹn cùng nhau có khi sẽ gặp lại nhau. Đời từ ly nhớ nhung nào quên, nửa mắt em chẳng qua với anh. Hỡi trang sĩ Tùng Cương, hỡi người lữ khách giang hồ phiêu lạc,
phải chàng là một cánh buồm nước gió đang lạc loài ngoài bốn dặm trùng dương. Một chiều nào qua sóng gió bão giông lại nhớ đến bờ xưa bên cũ. Chàng ơi, trong phút giây tái ngộ em nghe như sao xuyên tâm hồn. Đây bao vật hoàng giá chiếc vòng nám ngọc, xin tặng chàng đi làm kỷ vật tình yêu. Để rồi sau phút giây giả biệt, nó sẽ theo chàng trên mỗi bước đường xa. Tuyết lan truyền trảo tử lui thuyền, tùng cư xin giả biệt trục lệ. Giả biệt. Băng đình, băng đình. Đại tướng Kiến Phương. Kìa lan đài, anh tưởng không còn gặp được em vì đã trễ hội mùa xuân. Nào ngờ lan đài còn ở đây để mong đợi người tình trở về từ quan ải. Đại tướng Kiến Phương, ngài đã thấy tôi đang mặc võ phục, nghĩa là vì nước ta đang lo ngại trước sự động binh của hoàng đế Diệp Chấn Phong, nên tôi không còn tâm trí để vui hội đầu xuân. Nhưng lan đài có biết vì quá yêu nàng nên anh phải vượt đường trát bụi về đây. Tôi tưởng đại tướng nên gác lại chuyện tình cũ kỹ ấy đi. Tôi muốn hỏi đại tướng vừa kêu một kẻ có cái tên Băng Đình là ai? Đúng như thế. Nhưng lan đài hỏi để làm gì? Để làm gì công việc ở triều ca, tôi thấy chẳng có liên quan tới ngài. Một võ tướng ở ngoài biên ải, vậy xin chào đại tướng tôi đi. Có biến cố gì trong cuộc quân binh, thái độ nàng lại quá ư lạ lùng. Kìa Kiên Phương, Băng Đình, bạn hãy an tâm, dẫu mảnh đất này đang bị phụ dương anh lâm le xâm lấn, nhưng Băng Đình đối với Kiên Phương vẫn là bạn thâm giao. Có phải bạn đã biết tôi đã vượt biên cương đến đây thăm chiêu trúc lệ, nên nhiệm vụ của viên võ tướng là... Không, mục đích của tôi về hồ trúc lệ cũng chỉ để gặp người yêu của tôi là công chúa Lan Đài. À, thế là ngẫu nhiên mà chúng ta lại gặp nhau trong tâm tình của những chàng trai trẻ. Nhưng nơi đây không phải là nơi mà chúng ta có thể hàn huyên. Nghĩa là Kiến Phương muốn chúng ta trở về cương vị của hai kẻ địch thù ngoài trận tuyến. Không, anh chưa có hoài nghi tình bạn thiết của hai ta. Dẫu rất lâu mới gặp lại một lần, nhưng tôi vẫn thương anh như thuở còn thơ ấu. Lúc phụ thân tôi là đại thần của nước Anh, dẫu hiện giờ tôi làm đại tướng Kim Dương, cũng không bao giờ quên nghĩa cố trì. Nhưng được gặp nhau sao anh chẳng hàn huyên? Và hình như công chúa Lan Đài đã hiểu rồi tâm tích của anh. À chết, tôi đã bị lộ tâm tích rồi. Đúng, tôi khuyên anh nên rời khỏi nơi đây. Xin giả biệt. Khoan, chớ vội đi hoàng tử Diệp Băng Đình. Còn ngài đại tướng có nhiệm vụ bảo vệ biên cương, lại dọn đường cho kẻ thù trốn chạy. Quân sĩ đâu, hãy dẫn tội nhân vào một thất. Quân sĩ, hãy chờ lệnh của ta. Kiên Phương, bạn chớ gì một tình thâm mà phạm tội khi quân. Nhưng tôi không đành lòng nhìn bạn phải chịu cảnh lao lung xiềng xích. Thật tôi không ngờ một dũng tướng hiên ngang là quỷ mị yêu hèn, và một hoàng tử cầm đầu muốn binh lại có vẻ run sợ khi sa vào lưới rập. Lan Đài, nàng đừng ngạo mạn. Tôi không phải như nàng, một kẻ máu cạn tim khô. Tôi xúc động trước một tình bạn thanh cao, chứ kẻ này không bao giờ hèn nhát. Dầu phải xa cơ lắm cảnh sinh diện, tôi mong nàng chớ khinh mỉa Kiến Phương. Một kẻ gì tình thâm giao nên bị hiểu lầm. Tôi cũng mong Lan Đại nên suy nghĩ lại, hãy suy xét mọi thế nhị tâm tình. Dẫu Băng Đình là những kẻ địch thù, nhưng Băng Đình đến đây không phải sứ mạng quốc gia. Nghĩa là Băng Đình đến đây chỉ vì yêu con nương Trúc Lệ, mà Trúc Lệ là em ruột của nàng. Nếu nàng khư khư muốn bắt Băng Đình thì Trúc Lệ sẽ nát lòng một cảnh trái ngang. Đại tướng,
ngài cứ tìm cách gỡ tội cho bạn của ngài. Còn tôi phải lo bảo toàn cái đất nước của tôi. Quân, dẫn băng đình đi theo lệnh của ta. Hoa, trước mặt của ta không kẻ nào được bắt băng đình. Cứ dẫn đi, đây là chiếu lệnh của quân vương. Băng đình. À, băng đình vừa đánh rơi vật gì? Một bảo vật của hoàng gia, thế mà lại rơi vào tay của kẻ địch. Thôi, ta xin chào ngài đại tướng. Lan Đài, tôi tiếc là phải về gấp để báo tin cho vương phủ là đã bắt được hoàng tử Diệp Băng Đình. Lan Đài, tôi còn hiểu tại sao hôm nay lời lẽ của nàng đối với tôi gần như tiếng trống đánh chiên khua, chứ không dịu hiền như thuở nào ta yêu mến. Thưa ngài đại tướng, nếu có một lúc nào đó tôi yêu ngài thì cũng là một chuyện thuộc về quá khứ, của một thuở thanh bình có người nhàn rỗi chờ quá nở đón trăng lên. Còn giờ đấy hoàng đế Diệp Chấn Phong đang ồ ạt tiếng quân. Tôi tưởng ngài cũng như tôi đều không có thời giờ để nói chuyện yêu đương say đắm. Thế là bao công trình mà tôi vượt ngàn đồi núi, lướt qua muôn lôi quanh co, chỉ đổi lấy sự hiểu biết dạng nẻo quanh co nơi lòng người nhi nữ. Ngài đại tướng, hình như ngài chẳng được bình tĩnh, cho nên ngài phải buông ra những lời trách móc nặng nề. À, phải rồi, ngài tiếc rẻ một giấc mơ huyền ảo, ngài cảm thấy bao nỗi đau thương xâm chiếm tâm hồn. Lan Đài, nàng đã lầm. Tôi không phải là hạng người mà sự nông nổi của một cô gái có thể mang đến cho tôi niềm khổ hận. Nhưng tôi tưởng ngài cũng thấy xe lòng. À, tôi còn khổ rất nhiều nếu nàng vẫn tha thiết yêu tôi, mà tình yêu tươi đẹp ấy bị một định mệnh khắc khe khiến chúng ta thành hai kẻ cô đơn gian giờ. Lan Đài ơi, giờ nàng đành tâm ngoảnh mặt quay lưng, tôi mới biết mình lầm lạc đã giao trọn niềm tin cho một giai nhân bội bạc đổi thay lòng. Nhan sắc xưa nay thường đắm say kẻ anh hùng, ngài đeo đuổi làm chi mối tình vô vọng, để bây giờ tan nát tâm can. Không, dù lòng người đã đổi trăng thay đen, tôi vẫn giữ mãi một tấm chân tình tha thiết. Trong u uất trong nghẹn ngào câm lặng, để đỏ trắng đèn của thế thái nhân tình. Nếu thế thì giữa tôi với ngài không còn chuyện gì để nói. Chào ngài. Lan Đài, Lan Đài. Yeah.
Tâu hoàng hậu, trống đã điểm canh ba, sương khuya xuống lạnh, xin hoàng hậu hãy vào yên nghỉ. Em không yên lòng khi mỗi canh ba hoàng hậu đều thức giấc. Hoàng hậu đã kiệt sức, dầu rằng các thái y đã săn sóc tận tình. Nhưng chính ta muốn thân xác này máu tàn rũ giữa thâm cung, lạnh ở ngoài trời hiện giờ đâu có lạnh bằng cay lạnh ở lòng ta. Xin hoàng hậu hãy ngăn mặt thảm. Hoàng hậu đã quên rằng Tùng Cương đã nằm sâu trong lòng đất, nhưng hồn chàng vẫn sống mãi bên ta. Kìa, chúa thượng đã đến. Hoàng hậu. Tâu hoàng thượng, thiếp xin được phép nhắc với thanh quân, lúc canh ba chỉ có thiếp được ở yên đây với thâm cung vắng lạnh. Nhưng trẫm đâu có thể nghỉ yên khi hoàng hậu lâm trọng bệnh. Xin hoàng thượng giữ lời đã hứa, trẫm đâu nỡ để cho hoàng hậu phải cô đơn. Nghĩa là? Đừng hoàng hậu, hoàng hậu chớ vội hiểu lầm. Trẫm không phải là kẻ có thái độ của loài giả thú mà. Nhưng hoàng thượng đã dùng quyền quý của kẻ mạnh bằng một cuộc dây thành buộc phải hiến nạp giai nhân. Nhưng trẫm đã tha thiết cầu hôn mà nàng quyết không ưng thuận, thì việc kiếm nàng bằng võ lực là ngoài ý muốn của ta mà. Hoàng hậu, hoàng hậu ơi, ta còn nhớ rõ 10 năm qua thuở ấy thanh bình, ta được phủ vương nàng mời ta giữ hội đầu xuân. Ta bỗng kinh hoàng khi thấy bóng một đứa trẻ thơ hiện ra sau màn trúc. Đứa trẻ ấy là Tiễn Thiếp. Đúng, hoàng hậu, kẻ mà ta bắt gặp trên gương mặt thở còn thơ hình ảnh một tuyệt sắc gia nhân. Nên dầu lúc ấy Hương Khanh hoàng hậu là mẹ của Băng Đình chẳng còn ở trần gian, ta vẫn yên lòng sống cô đơn giữa cung vi thâm thẳm để đắp xây một khát vọng. Không, không đâu chiêu trúc lệ ơi, ta đã đắp xây mộng đẹp của ai. Tình với hình ảnh cô gái ngây thơ, ta mong thời gian bước nhanh như bóng câu qua thềm, cho ước mơ của ta thành sự thật. Thâm cung này tôi vắng lặng, rồi ngài thực hiện ước mơ bằng cách đạp lũy dây thành. Phải, ta không dối với nàng, bởi trong thời niên thiếu ta đã từng bước qua bao trái tim của bao cô gái. Ta đã biết cái tình không phải do gian xin cầu khẩn, nhưng những lời tha thiết của thanh quân đã có ẩn ý gian xin. Không, ta chỉ tỏ bài tình yêu cuồng nhiệt, còn việc nàng có yêu trả lại ta hay không là tùy ở lòng nàng. Thôi, trăng tà nghiêng bóng, sương đêm đã động ước lao qua, nàng hãy nên vào yên nghỉ, ta xin giả từ. Thiếp cũng chúc hoàng thượng nghỉ an. Lạ lùng thái, tâm tình của hoàng đế Diệp Chân Phong cũng không làm ta quên được bóng hình chàng trai trẻ. Kìa, Băng Đình Hồ lặng lẽ, ai đã dựng lên một giọng nguyệt lầu? Tùng Cương. Kìa Trúc Lệ. Tùng Cương. Trúc Lệ em. Chàng là người thật hay chỉ đến thăm em giây phút rồi lại lui về cõi hư vô? Trúc Lệ em, em vừa nói gì? Kìa, tại sao, tại sao mi nàng ướt lên, và sao dáng đi như rụt rè e sợ, và tại sao em lại ở Băng Đình Hồ? Tùng Cương, chàng chưa hay biết điều gì sao? Thôi, đã chưa biết thì chàng cũng đừng nên tìm biết nữa. Trúc Lệ, tại sao,
sao em có thái độ lạ lùng? Phải rồi, chiếc lầu dòng nguyệt kia đã thay em mà nói lên tất cả. Trời ơi, nó nói rằng người ta đã âm mưu đưa tôi đến một miền quán đào cho thức ăn, nhưng chẳng cho tôi biết điều gì. Để rồi khi họ đã là phu nhân của một bậc công tước dương hầu, tôi mới được trở về đất liền vào một đêm sương tuyết. Rồi một sự tình cờ không hẹn trước, tôi lại gặp gỡ kẻ giống tình nơi tuyệt đỉnh cao sang. Thôi thôi, nàng hãy ở yên đây vì cuộc sống vàng son. Giả từ nàng tôi trở về với kiếp đời lãng bạc. Chúc lệ vĩnh biệt. Khoan, Tùng Cương ơi, có phải đây là kỷ vật mà chàng nhờ Tuyết Lan trao lại? Và nói rằng chiếc giang hồ xưa đã rủ cánh ngoài hoàng đảo xa vời. Trời, kỷ vật của tôi. Tùng Cương ơi, có phải chăng là số kiếp đã an bài? Vì chiếc kỷ vật này mà em tin rằng chàng không còn nữa ở trần gian, nên em mới cam lòng bước lên xe qua lìa hồ trúc lê. Chứ em đã nguyện đợi chờ chàng cho đến khi mòn mỏi, dẫu cho các buổi thời gian vui trắng mây đầu. Trúc Lệ ơi, hồi nào em lo sợ bông xưa quên giường cũ, nay buông về mà qua nọ đã về ai? Rồi buồn tình biết bay lạc nơi đâu? Hay rủ cánh giữa giường lòng biết lòng chàng đớn đau khi em về tay kẻ khác. Nhưng Tùng Cương ơi, nếu chàng xót xa cho mối tình đầu gian dở, thì em cũng kinh hoàng khi nghe tiếng trống cầm canh. Đêm từng đêm em thờ thẫn đến sau thương, rồi hướng về hồ trúc lệ năm xưa để mong gặp lại chàng hiện ra trong khói quyển sương mờ. Nào ngờ đâu chàng hiện ra trong sự thật của cuộc đời. Chớ em đâu có vui gì mà kết hợp với một vị vua mái tóc pha sương. Lệ, tôi vừa nghe em nói gì? Em nói rằng em bị bắt buộc phải làm hoàng hậu. Hoàng hậu? Phải, hoàng hậu của Diệp Chân Phong. Trời! Trời ơi, tôi nghe chân cái vũ trụ này đang sụp đổ. Mặt đất đã rung rinh, hồng thủy đã nổi lên, ngập lụt cả dòng tu từ đâu ào ào thổi tới, cuộn mây trời cuộn cả tim tôi. Trúc Lệ ơi, thần kinh tôi đứng rang hết rồi, vì nàng là tiếng sét mở đầu dòng tu ấy. Chàng hãy bình tĩnh, chàng đừng làm em lo sợ. Thôi hoàng hậu, hoàng hậu đừng
tại sao chàng lại nói thế? Tùng Cương, Tùng Cương. Không, không, hoàng hậu đừng bước tới, hãy đem lễ sầu mà ướp sát mối tình xưa, để nhớ rằng trong quá khứ nên thơ ta đã có một lần dung cảm đẹp. Tùng Cương, tại sao chàng nói thế? Tại sao? Tại vì thân xác này chỉ chống nổi một lần bão tố, chứ làm sao gánh được muôn vàn đau khổ sanh bằng trời cao đất rộng sông dài. Hình hài tôi có thể chịu tàn thật đỏ đài, thì làm sao có thể yêu thương. Tôi không phải là đã sanh đã gan lì từ chính kiếp để chịu dội ngàn lần trận mưa nguồn, mà tôi là con nhện văng tơ bên trúc lệ hồ, không sợ cơn gió trái. Trong tâm tưởng chàng đâu ngờ được rằng tâu đêm trúc lệ khát khao chàng, như kẻ mù lòa trong kiếp tình trăng, như hoa cỏ nhớ mùa xuân khi nắng hàng. Trúc lệ ơi, nhưng may mắn không đến với ta, nhiều được và niềm vui không hoàng hậu ơi, xin người hãy tuân theo định mệnh đã bày, đừng cho chim bao luồn sâu vào giấc ngủ làm tổn hại cho nhau. Hãy chuốc men say tìm sự bình an cho tình cảm, khi tựa hiên lầu ngắm ánh trăng trong nhớ làm gì quá khứ, khi ta chỉ là cánh chim suốt đời chưa vượt khỏi cuồng phong. Tùng Cương, chàng vẫn còn nghi ngờ em phản bội. Đừng, xin hoàng hậu đừng xin lại tim. Tại sao chàng không cho em nói lại tiếng em? Thôi, thôi, hoàng hậu, hoàng hậu chưa làm cho lòng tôi quay về quá khứ. Vì tình yêu trong con người tôi đã trở thành một tên từ tôi, mà tôi muốn đọa đài kìm hãm cho nó chết nghẹt giữa tâm tư. Tùng Cương, thôi xin hoàng hậu đừng, đừng, hoàng hậu đừng bước đến gần tôi, vì chỉ một hơi thở của hoàng hậu cũng làm cho tên tử tù này sống dậy mà gây ra tội lỗi giữa rung vàng. Tùng Cương, như thế nghĩa là... Đừng, xin hoàng hậu đừng. Tôi khuyên hoàng hậu, đã chưa biết thì cũng đừng nên tìm biết. Thôi, hoàng hậu hãy ở yên nơi lầu vọng nguyệt, kẻ này xin trở lại kiếp gió sương. Tùng Cương,
Tùng Cương. Kìa, có điều chi mà hoàng hậu hải hùng kinh sợ? Bên kia đứng lại. Diệp Băng Đình. Dạ, con kính lại phụ vương. Kìa, sao hoàng hậu? Dạ dạ, tâu phụ vương, có lẽ hoàng hậu quá kinh sợ. Tuyết Lan, Tuyết Lan, vừa hoàng hậu vào an nghỉ. Băng Đình con, con có điều gì mà làm hoàng hậu kinh sợ? Tâu phụ vương, sao bao ngày xa cách con về thăm phụ vương, vì hoàng hậu chẳng biết con là ai mà con lại đột ngột bước vào, cho nên hoàng hậu lầm tưởng con là kẻ gian phi. Ta tưởng có điều gì xảy ra. Băng Đình, hoàng hậu Trúc Lệ chính là người mà có lần cha đã nói với con đó, chính là giai nhân mà phụ vương đã đợi chờ. Phải, đã 10 năm nay đến giờ này cha mới thỏa nguyện. Băng Đình, nghe tin con mất tích cha rất lo buồn, nhưng có được hoàng hậu cha cũng bớt cô đơn. Rồi hôm nay con về đây thì thật là may mắn. Tỳ nữ, hãy dâng ngự tấu. Con hãy cùng cha uống cạn chén đoàn viên. Kìa, Băng Đình, sao con không uống? Tâu phụ vương, chẳng hiểu tại sao khi nhìn chung rượu, con bỗng nhớ đến một đêm nào, một giai nhân ở Trúc Lệ Hồ đã dành cho con chung ngự tụ. Rồi hôm nay mọi sự đều thay đổi, như cốc rượu đầy bỗng chốc lại vơi đi. Băng Đình, con đã nói gì? Không phải con thất lạc vì một cuộc bãi binh à? Không, mà con lạc vào một nẻo tâm tình có nhiều u ẩn. Nghĩa là... Thưa cha, nghĩa là ngày đầu xuân con hăng say chiến đấu, bỗng nhiên lòng con xao xuyến, con mới được vàng dầm trùng dương đến Trúc Lệ Hồ để tao cùng với một giai nhân đang dự hội đầu xuân. Thế mà cha tưởng đâu con thất lạc vì một cuộc bãi binh, nên đức thần cha điều khiển quân tình và cho người tìm con. Con xin chịu tội với phụ hoàng đã làm cha già âu lo. Không, được gặp con cha hết sức vui mừng. Từ lâu cha cũng có ý muốn cho con thành gia thất. Vậy con cho biết gia nhân ở Trúc Lệ Hồ là ai? Nếu kế mẫu của con cũng nhận thấy xứng đáng thì cha sẽ vì con mà tác hợp. Nhưng tâu phụ vương, gia nhân ấy chẳng còn trên mặt đất. Hay nếu còn, người cũng đã quay ngược tâm tình. Người đẹp đã phụ con mà cất bước theo chồng, tại sao con có thể bằng lòng cho số phận chứ? Vì con nghĩ rằng gia nhân chẳng thuộc về ai, kẻ nào nhanh chân người ấy được. Một thái độ hèn nhát. Băng Đình, con lại nhu nhược đến thế sao? Để thanh gươm con hãy siết chặt trong tay. Để làm gì tâu phụ vương? Để con chém bái đầu kẻ địch, đoạt ước mơ như cha đoạt Trúc Lệ gia nhân. Nhưng tâu phụ vương, con không thể giết tình địch của con được. Tại sao? Tại vì dầu kẻ ấy biến con thành cát bụi, con vẫn một niềm kính mến yêu thương, như sỏi gạch dưới thềm đỡ gót phụ vương, như có lá hoa thôi đời cảm ta mùa xuân, như thu muôn giữa chốn núi rừng, nhớ ơn dòng suối dịu hiền đã cho nguồn nước ngọt ngào để được sống đời bằng cỏ cây. Băng Đình, có phải con đã bấn loạn tinh thần sau một chuyện yêu đương gian dở? Thôi, con hãy đến Nghinh Phong Các yên nghỉ, để cha vào thăm hoàng hậu rồi sẽ đến với con. Phụ vương, phụ
ấm cúng dân lành. Còn ai đâu để ta cầu khẩn gian sinh. Phụ vương ơi, con muốn lánh xa để lòng con được lặng yên. Mà vô tình cha đã tạo thêm sóng gió, giọng nguyệt lầu cao ngất như muôn chọc trời xanh. Một chân nhân tạc ác đã chia cách duyên tình. Tại sao Hồ Văn Đình không biến thành mảnh đất bằng cuồng phong, chẳng cuồng phong nguyệt lầu kia chúa mất xác không? Văn Đình Hồ và Giọng Nguyệt Lầu là những vật vô tri không đáng trách, có căm thù chăng là tấm lòng bạc đen điên đảo của con người? Tôi biết việc trái ngang vừa xảy ra làm cho hồn bạn rối loạn tơi bời. Tôi sợ rằng giông bão của lòng anh sẽ biến thành cuồng phong ác liệt sao động cả cung di, rồi kim phương vĩnh viễn mất đi một người bạn cô tri. Có một ngày nào ta đã cùng sớ chia nhau chung rủ thâm tình. Kim phương, hồn tôi đã lạc vào nẻo đường u tối. Tôi đang hình dung trước mặt tôi một cảnh tượng mau đen hờn gặp lục cả thâm không. Văn Đình chưa gì tiếc thương, chưa gì tiếc thương một mối tình đầu gian dở để cho hồn mình chìm sâu trong hố thẳm hờn ghen. Biết rằng khi thật giọng chua cay thì ai chẳng đau lòng. Như kim phương có lần lắng nghe tiếng kêu thương của từng mảnh tim rằng giờ, khi lang đài bỏ tôi bơ vơ nơi quán trọ bến đò ngang. Thôi Văn Đình bạn, hãy xem như tôi giải thoát xích xiềng đau khổ bằng liều thuốc thời gian bôi xóa vết thương lòng. Nhưng thời gian không thể là linh dược đối với kẻ bệnh tình trầm trong. Kiên phương bạn ơi, tôi muốn gào lên trong cơn tuyệt vọng cho trái tim này rung chuyển vỡ tan. Văn Đình, tại sao bạn không cầu xin với hoàng hậu? Nghĩa là được lòng tin yêu của hoàng thượng. Hoàng hậu muốn gì mà hoàng thượng chẳng chiều theo? Nhưng có biết tôi có đủ can đảm để gặp hoàng hậu hay không? Bạn hãy can đảm. Kìa, hình như hoàng thượng trở ra. Chúc bạn nghỉ yên, tôi lui về dịch xá. Kim Phương. Khoan, hoàng tử cho dối vàng lưới bước. Lan đài, công nương còn muốn xô tôi đến một vực thẳm nào? Không, tôi mới là người đã rơi xuống sâu, đang cần một cánh tay giải thoát. Tôi lạc giữa rừng đêm thăm thẳm, đang cần một vì sao bắt đầu xoay đường. Công nương nói sao? Tôi muốn nói rằng tôi đã yêu chàng. Vào một ngày đầu không may mắn, đến sao duyên tình nên đò đã đi xa. Tôi vừa nghe công nương nói điều chi,
cờ treo hay nàng mía mai. Thôi tôi gian xin nàng ngừng đi những câu yêu đương giả dối. Vì tôi tin rằng nàng không hề yêu ai. Chàng chàng ơi, em xin chàng chớ nên gạt bỏ. Công nương đau khổ, tôi chẳng hiểu nỗi lòng dạ lạ lùng bí hiểm của cô gái như nàng. Băng Đình, chàng chớ tàn nhẫn chà đạp lên tâm thân tình của kẻ đã tha thiết yêu chàng vào nhịp đầu xuân, cùng một lúc mà hoàng tử gặp em Trúc Lệ. Yêu tôi mà công nương đưa tôi đến miền quan đảo? Không, em chỉ giả vờ đưa chàng đi một nơi xa để trao kỷ vật cho em Trúc Lệ, nói rằng chàng đã chết. Để chiêu Trúc Lệ yên lòng về với phủ vương tôi à? Phải có cách ấy thôi, tôi mới chiếm được người tôi yêu mến là Băng Đình. Thôi thôi, tôi không còn bình tâm nghe thêm lời nói của nàng. Một kẻ mà tôi kinh khiếp hơn thú dữ trong rừng, vì yêu đương mà dài mưa lên tình em nghĩa chi? Ấy bởi vì tôi đã quá yêu ai. Dẫu biết rằng em của tôi suốt đời sầu hận, nhưng tôi vẫn thực hành không do dự. Vì tình yêu nồng nhiệt đã làm tôi rối loạn tâm can. Nàng nói rằng nàng yêu tôi cuồng nhiệt à? Nhưng nếu tôi chẳng bình tâm, nơi này sẽ tràn máu lệ. Vì cuộc tương tàn mà nàng sắp bày mưu kế, thì còn ai đâu mà nói tiếng yêu đương. Vì lẽ ấy mà tôi lo sợ bồn chồn, quyết xin được nhiệm vụ sứ thần để được sang đây. Thôi thôi, tôi xin được phép kiêu từ. Kìa Băng Đình, chàng quyết mỉa khinh em. Vì nàng đáng mỉa khinh. Băng Đình, Băng Đình. Lục Lăng, ta muốn nhờ nhà ngươi một chuyện. Chuyện gì vậy công nương? Ngươi hãy đi ngay Thiên Ly Sơn và hãy lo thắng ngựa rồi đi ngay lập tức. Nhưng tôi phải biết đi Thiên Ly Sơn làm gì mới được chứ. Lục Lăng, ta muốn hại Băng Đình. Trời, người yêu của công nương mà. Nhưng chàng không yêu ta, ta sẽ tìm cách cho hoàng hậu Trúc Lệ gặp Băng Đình. Còn ngươi, ngươi hãy đến Thiên Ly Sơn báo tin cho hoàng thượng. Để hoàng thượng trở về bắt ghen. Phải, ngươi hãy đưa hoàng thượng về cho đúng ngày rằm, nghĩa là còn 3 hôm nữa. Không, không thể được. Ngươi phán ta. Ngươi quên rằng ngươi đã giúp ta làm chia rẽ mối tình giữa Băng Đình và công nương Chiêu Trúc Lệ. Nhưng việc này thì ta sẽ giết ngươi nếu ngươi không đi, vì ngươi đã hiểu được âm mưu của ta. Dạ, xin công nương. Ngươi có chịu đi dạ. Không quên. Kìa hoàng hạt tử lang, nhà ngươi đã biết rõ mọi chuyện à? Phải, tôi đã nghe mọi toan tính. Và nhà ngươi định bắt ta? Không. Nhưng tại sao nhà ngươi lại cản bước của ta? Vì tâm tư này khát khao đất sống, cứ về đêm lại muốn thoát khỏi hình hài, để ngoan ngoãn làm kẻ tay sai, mà người sai khiến phải là một vị thần nữ. Hoàng hạ tử lang, ngươi nói gì? Tôi muốn nói rằng tôi sẽ giúp nàng ám hại Băng Đình. Như vậy là nhà ngươi sẽ đi Thiên Ly Sơn. Nhưng nàng cứ say cứ khiến, nhưng trước khi thi hành mãn linh, tôi tha thiết xin nàng hãy hứa hẹn với tôi một lời hứa mà thôi, rằng nàng yêu tôi trọn đời, để tôi vững an trong dạ mà hắn sai lên ngựa, hoàn thành sứ mạng của nàng giao, dù gian lao hay tuôn rơi máu đào. Thật tôi không ngờ người đã yêu tha thiết, nhưng người yêu từ bao giờ mà tôi không thấy.
cả mây trăng mong chờ và mấy chiều mưa gió đen. Kể từ khi gặp mặt công đường trong một cuộc xó gươm, hỡi chàng dũng sĩ hãy giúp cho tôi rửa hận. Khi xong rồi tôi sẽ liễu diệt trăm năm. Thiên Lý Sơn dù trải mấy nắng sương, chàng cố gắng giúp tôi toại nguyện. Lan đài ơi, được nàng hứa hẹn một lời là tâm tư tôi thỏa mãn. Cho bỏ những lúc nhớ nhung về dĩ vãng, mơ hình bóng dài những nơi các phường cung vàng. Từ ấy đến nay tôi vẫn thầm mong được ứng hồi cùng nàng. Lần xó gươm mấy đã khắc thành kỷ niệm, sau mấy mùa trăng khao khát chờ mong. Nay được nàng hứa hẹn đôi câu, tôi bỗng thấy tăng thêm lòng can đảm. Xin hãy chờ tôi khi hoàn thành sứ mạng và trở về đây cùng nàng kết duyên tình. Xin giả từ công nương, tôi đi đến Thiên Ly Sơn đây. À, âm mưu của các người đã bại lộ. Kìa Kiến Phương, Tử Lan, hãy để mặt ta xử lý với Kiến Phương. Người hãy đi Thiên Ly Sơn mau. Vâng, tôi đi ngay. Không, Tử Lan, Tử Lan. Kiến Phương, hãy bình tĩnh mà nhận lệnh của lãnh chúa. Lệnh của lãnh chúa? Phải. Kể từ nay tôi sẽ là sứ giả bên cạnh hoàng đế Diệp Chân Phong. Còn tôi trở về nước à? Phải, ngựa đã sẵn, quân đang chờ. Thiêu Lan Đài, lĩnh này phải chăng cho nàng đề nghị? Đúng, người ở đây sẽ cản trở mọi hành động của ta. Nàng hãy chờ xem, tôi sẽ cứu băng đình. Kẻ nào cứu kẻ sẽ chết. Chờ xem. Ta cũng chờ mi. Lạnh nghe tiếng trong nơi ngõ môn vọng lại từng hồi, ta mơ hay tình tiếng trong vang rền trong cung thầm, hay là tiếng kêu áo nào dội vào trong vách thâm cung, chưa có đâu hình bóng của băng đình. Vì canh tư đã trễ lúc tao phùng, đời ta mãi mãi là canh tư, giờ phút biệt ly cho tới khi thân xác mỏi mòn, chết liệm giữa hoàng cung. Ôi, băng đình đã nói những gì, có lẽ không bao giờ chàng muốn gặp ta. Ai chia cách duyên tình, ai làm cho lòng này khổ đau. Trúc Lệ ơi, hai ngăn sầu muộn, nhìn em tiều tụy xác xơ mà chỉ quá nao lòng. Nếu em có mệnh hệ nào, dương phụ sẽ buồn đau. Nếu dương phụ đau buồn thì đã không đành lòng chia rẽ duyên tình của em. Nhưng bây giờ em đã là hoàng hậu. Hoàng hậu, một danh từ mà muốn Triệu Dung Nhan Kiều Diễm đều mơ ước. Nhưng chị Lan Đài ơi, đừng gọi em bằng hai tiếng ấy.
Hoàng hậu. Hoàng hậu, em ghê sợ cái danh xưng hoàng hậu ấy lắm rồi. Em cấm thù mỗi kẻ đã buộc em phải làm hoàng hậu. Kìa Trúc Lệ, em chưa nên giận chị. Cơn giận dữ kia đã làm cho em rối loạn tinh thần. Chị Lan Đài, chị thương em lắm sao? Chẳng thương em, mà chị lại đến đây giữa đêm khuya. Chị sợ rằng trong cảnh cô đơn, nỗi khổ đau của em dễ dàng tỉnh giấc. Nhưng chị Lan Đài ơi, em đâu thể quên băng đình dầu trong khoảnh khắc. Sợ đêm về em đã múa hát quay cuồng, nhưng giảng tiếng đàn gian dối giữa thâm cung cũng không làm cho em quên cánh bướm tình lắm cô. Trong mơ mà em thấy nó hiện ra trên khung cửa, khi choàng dậy nó vội vã bay đi. Bay về đâu bướm hỡi, bay về đâu? Tận phương nào cho ta thương chú cánh cung, nhớ Trúc Lệ hồ xưa đã biến thành cồn dấu. Nhàng đâu vàng bỏ đi đâu, chỉ xin em dằn đau khổ cho hồn đừng rối loạn, đừng nhắc đến băng đình, cũng đừng nhắc Trúc Lệ hồ xưa, bởi chỉ đang lo ngại đang thấy lòng xôn xao. Vì khi em mang khổ nghĩ là chính lòng chị cũng khổ đau. Tơ hoàng hậu, có hoàng tử Băng Đình xin yết kiến. Băng Đình, hãy cho mời chàng đến đây và nói rằng ta đang mong đợi. Thôi chị về, để em cùng Băng Đình được tự do trò chuyện. Chào em. Băng Đình chàng. Trúc Lệ à, không. Kẻ này xin kính chào hoàng hậu. Kìa Băng Đình, chào. Chào những cương quý xa em. Tâu hoàng hậu, kẻ này đã nói rõ thái độ lúc ở Băng Đình hồ. Tình yêu giữa kẻ này và hoàng hậu đã dừng lại rồi. Để chúng ta trở thành hai người xa lạ. Không, mà nó thay vào tình thương của người kế mẫu và một đứa con chồng. Trời ơi, Băng Đình, hãy dừng lại đi những lời cay độc ấy. Nhưng thưa hoàng hậu, nó là một sự thật hiện, một sự thật tương tràn mau lệ. Phải, kẻ đàn ông mới có một con tim sắt đá, mới có thể thản nhiên bước qua xác chết vui tình đầu. Vì nó từng là diễn tương hiên ngang, chém phán muôn đầu người kinh kiếp, hay họ cũng yêu thương tha thiết. Nhưng chỉ trong phút giây gặp gỡ ấy mà thôi. Hoàng hậu đã nhận xét thật tinh tường. Mọi người đàn ông đều bảo rằng họ tha thiết yêu những cô gái mà họ lần lượt gặp gỡ. Nhưng với Băng Đình cũng thế. Vậy thì tại sao Băng Đình lại đến đây? Tôi đến đây để nhờ hoàng hậu tâu với phụ vương tôi. Tôi không biết có thể giúp gì cho Băng Đình được hay không, trong khi chính tôi cũng không giúp gì được cho tôi. Không, được lòng tin yêu của hoàng thượng, hoàng hậu có thể xin cho kẻ này được phép đi đến mộ Hiền Hải Quan, hay được là sứ thần lân mang, dù là cánh chim bát gió tỏ
tôi không muốn dừng lại nơi đây. Mà núi cao trời rộng mới là ước vọng của tôi. Hay là Bắc Đình muốn xa lánh nên vội vàng chạy trốn, bỏ mặc ai liệm xác giữa nơi này? Không, đó chính là lời thật. Tôi có bài là nghe thiếu bán thăng hồn. Tôi chưa muốn dừng nơi quan trò gian sông. Nhưng Băng Đình có biết chăng em phải đau lòng khi tâu với phụ hoàng cho Băng Đình dịch. Đầu điểm bán ước mơ kia vừa thành tựu. Hoàng hậu, nàng là gia nhân tuyệt sắc, thì nàng là ác quỷ hiện ra đây. Tâu phụ dương, xin phụ dương hãy trút hết ghen hờn vào đứa con bất hiếu. Còn hoàng hậu, tâu hoàng tướng, im im đi. Kẻ làm nên tội đã căm hờn vì xấu hổ, hãy cúi mặt đừng nhìn ta nữa, cho đến khi nàng rủ xác chôn lạnh cung cấm về quân. Không, không, hoàng hậu là người đáng được sống yên lành nơi trương gắn, chỉ có con mới là kẻ rượu nắm tàn xương nơi chốn lao. Nói sao, ngươi tự ý đến đây chứ không phải hoàng hậu đã mở cửa thăm cung mà. Hoàng hậu, sao hoàng hậu lại im lời?
thế là sự thật à? Hoàng Tương, không, Hoàng Tương hãy nghe tiếng tôi. Không, xin hoàng hậu chứ tiếp tục chờ chi cho kẻ làm nên tối rồi tài đời. Bao xấu hổ dài xéo lưng đi khi tôi nhìn thấy hoàng hậu im lời. Ôi cao quý thay tâm tình người kế màu đã gì hoàng hậu, sao hoàng hậu vẫn im lời? Không phải nàng thì có nói lại cho ta nghe hành vi bị tội của đứa con bất hiếu hay không? Tâu phụ vương, dạ phải. Phụ vương ơi, đúng như nhận xét của phụ vương, nên con xin phụ vương hãy truyền chút cận vệ cung tức tốc dẫn để cho thân xá đề hèn này không có dấu vết nhớ bận chữa thân cuộc thanh đoạn đau kia là một bằng cớ hiển nhiên hoàng hậu toan dùng để tự sát vào bảo toàn kinh kiếp của một vị mẫu hoàng. Trời băng đình, con của ta, ngươi có phải là con của ta không? Tâu hoàng thượng, nàng muốn tâu về tội trạng của băng đình nàng, hãy để ta xử trí. Băng đình, cha sẽ xử trí với con như thế nào đây? Tâu phụ vương. Băng đình, mi có biết đây là những vật gì không? Độc dược. Không, đó là những viên thuốc mà đích thân cha đã đến Thiên Ly Sơn mang về để cho con. Không, con là kẻ đã vui sướng lắm rồi với hành động loạn luân kia, mà hiện giờ cha mới là người cần uống những viên thuốc an thần này cho não cân cha đừng rối loạn. Hay là cha quăng nó vào bụi cát như tình của cha con chia cách từ đây. Băng đình, ta buộc mi về tội gì đây? Tội toan cưỡng hiếp hoàng hậu. Trời ơi, nhục nhã. Được rồi, con đã có cách. Kìa băng đình, mi cắt tay áo ra để làm gì? Tâu phụ vương, con muốn rằng với tang chân kia thì trước triều thần cha sẽ dễ dàng buộc con vào tội phản loạn. Phản loạn? Phản loạn một tội tử hình. Trời ơi, một tội tử hình. Trời trời, hoàng hậu đã ngất xỉu rồi. Cẩn vệ quân, dẫn tên phản loạn này đi. Còn hai canh nữa là tới buổi lâm triều, ta cùng triều thần xét xử tên băng đình phản loạn. Phản loạn! Một tội tử hình. Rồi xác thân của băng đình ngã gục trước tên đao phù. Tâu phụ vương, con xin ứng hầu theo lệnh dạy. Băng đình, mi có biết bây giờ là canh mấy rồi không?
tâu phụ vương. Con bị giam vào ngục tối, con không nhận được thời gian. Bây giờ là canh năm đến giờ xử tội hay chỉ mới đầu hôm? Mới đầu hôm, mới đầu hôm mà tóc ta đã bạc gần nửa mái. Mới đầu hôm mà rượu càng mấy mươi ly. Mới đầu hôm mà ta đã thấy đổi tay bao nhiêu lượt gió giông trong tình cảm. Nên cha truyền đòi đưa con bất hiếu nhìn mặt lần cuối cùng trước khi nó vĩnh biệt dương trần. Phải, cha con ta chỉ còn một lần gặp gỡ sau cùng, rồi lát nữa sẽ nghìn trùng cách biệt. Nghĩa là phụ vương sẽ ra lệnh hành quyết. Không, con ơi, cha sẽ cố nén đau thương rẽ chia tình phụ tử để cho con đi đến mộ phương nào. Xa cũng ghi cho con khói tội rơi đầu, lát nữa đây trước triều thần văn võ cha phải ép lòng mà xử tội con. Cha đã thức suốt mấy canh dài để nhớ đến mẹ con, đã sống dỗi nghìn tu vĩnh biệt, để lại một đứa con một thân tình quyết nhục thì có lý đâu cha lại đem con đi xử tội cho đành. Đi, cha mở trói cho con. Băng đình, con hãy tức khắc trốn ngay đi. Con ra đi, con bỏ phụ vương ở lại cung di, rồi thiên hạ sẽ bảo rằng con bất hiếu. Nhưng phản chúa phản cha cũng là bất hiếu, thì dầu sao con phải chọn một con đường. Chọn đường nào con giữ được tình thương, để cho cha con còn có ngày gặp lại. Phụ vương ơi, thôi lấy áo ra đi đi con. Đây, áo cẩm bào con hãy giữ, nhớ rằng cha mòn mỏi nhớ thương con. Đường con đi rét mất tuyết sương, áo không ấm nhưng ấm tình người cha khổ. Cha, cha, con, cha mặc áo cho con để thấy rằng dù nghịch cảnh giận con năm sáu cho chín mười thương, rời bỏ cung son trèo đèo vượt suối gian truân ấy, con kiên trì lặn lội nhưng đừng lặn lội trong biển quán thù cha nghe con. Phụ vương, con không biết bao giờ trở lại nơi đây để tao ngộ với bao hình ảnh cũ. Sẽ có lúc triều thần tha thứ. Một khi con có dịp lập kỳ công, đi đi con. Lại phụ vương, lại cha. Con đi. Con. Đã đến giờ khai triều xử tội kẻ phản hết. Kìa, triều thần đã đến. Kể mất rồi băng đình con ơi. Hoàng thượng giảng giảng quê. Trước mặt bá quan, ta nhân danh kẻ trị vì toàn đảo Hương Đô, tuyên cáo rằng uy lực của đại đế Diệp Chấn Phong này được tuyệt đối tôn trọng. Kẻ nào vô tình hay cố ý chạm đến, dù kẻ phạm tội là hoàng thân quốc thích cũng phải được xử trị nghiêm minh. Nhưng về tội phản nghịch của băng đình, ta đã xét rõ. Băng đình lỡ phạm phương trên cánh tay của ta, vì lúc ấy ta cải trang hiệp sĩ, do đó băng đình lầm tưởng ta là kẻ gian. Nên trước mặt triều thần,
đã tuyên bố hoàng tử Bán Đình vô tội. Con đội ơn sự minh xét của phụ vương. Tâu hoàng thượng, xin hoàng thượng kết tội kẻ hạ thần. Tội gì? Tội đã cùng hoàng tử mưu toan phản nghịch. Hoàng hạ tử á, ta vừa nghe khanh nói gì? Tâu phụ vương, hoàng hạ tử lang đã đặt điều vu cáo. Trước lòng tốt của thánh quân, tôi tưởng rằng hoàng tử cũng nên hối hận. Chẳng có gì phải hối hận, vì ta không bao giờ có ý phản lại thánh quân. Nhưng việc phản nghịch đã tiết lộ rồi, kẻ đồng lõa của chúng ta đã bị bắt. Vô lý, vô lý! Hoàng hạc tử lang, ngươi đã điên à? Bán Đình, hãy im! Hoàng hạc tử lang, ngươi đã nói có thêm một đồng lõa âm mưu phản nghịch với các ngươi đã bị bắt à? Tâu hoàng thượng, hắn đã bị trói ngoài cửa ngõ môn. Truyền dẫn vào. Trời, Kiên Phương, Bán Đình, bạn. Kiên Phương, tại sao bạn cũng bị bắt? Vì tôi nóng lòng nên đến ngục thất định giải thoát cho anh trước lúc canh năm. Nghĩa là ngươi toan phá ngục cướp tù nhân à? Và theo sự sắp xếp thì sau khi giải thoát chú Bán Đình, chúng tôi sẽ chiếm đoạt ngai vàng để đón tiếp chiến thuyền của quân Mông Cổ từ Cảo Ly kéo sang. Nhưng vì sự hối hận kịp thời của kẻ này mà Kiên Phương bị bắt. Sao quân Mông Cổ kéo sang đây à? Và thuyền của chúng đang neo ngoài khơi chờ biến động ở hoàng thành. Hoàng hạc tử lang, ta chưa hiểu ngươi muốn nói gì. Thôi Kiên Phương chớ giả vờ, tôi tưởng rằng chúng ta nên thú nhận thì quả chẳng thánh hoàng còn rộng lượng giảm khinh cho việc trừ quân xâm lược để đối công chuộc tội. Hoàng hạc tử lang, giặc Mông Cổ tới đây chẳng có liên quan gì với chúng ta. Mì âm mưu phản hại ta với mục đích gì? Hoàng tử nên nhớ rằng nếu mưu sát thánh quân thì chẳng có gì lợi cho tôi, mà phải mang tiếng là kẻ phản thần. Chỉ có hoàng tử là muốn thanh quân vĩnh biệt dương gian, chớ có đặt điều để hồng du qua cho kẻ chân thành. Chữ trung yêu một niềm sâu xa chẳng có gì chuyện tay. Hay vì quá yêu hoàng hậu nên ngài đã quên hết nghĩa cha con. Ta cũng ngợi khen cho hoàng hạc tử lang dám đặt điều kiếm chuyện cáo gian, nên bày ra kế độc cho thánh hoàng đầm la. Thì kế mưu kia võ mi sắp đặt nơi Băng Đình Hồ đêm nọ. À phải rồi, Băng Đình, Kiên Phương, hai người chớ chối cãi. Ta đã thấy các ngươi dị tai đi mấy Băng Đình Hồ trước khi ta đi lấy thuốc ở Thiên Ly Sơn. Tâu phụ vương. Im. Tâu hoàng thượng. Im. Có phải mi có thù gì cha mi đã bị ta cách chức? Tâu phụ vương. Im. Băng Đình, chuyện này xảy ra ở Thâm Cung và thêm một bằng chứng giữa triều đình, tội phản nghịch của mi đã rõ, còn gì nữa mà biện bạch Băng Đình? Tâu hoàng thượng. Còn mi vì một tư thù nhỏ mọn mà mi nở chủ trương cho con sát hại cha. Kiên Phương ơi, mi là con người hay thể xác của mi đã dai mượn ốc tím của loài giả thú? Tâu phụ vương, nếu phụ vương quả quyết rằng con phạm tội thì cơn giận dữ của phụ vương hãy trút hết cho con. Hay là trút vào ốc của tên Kiên Phương, một kẻ giả mang gì căm hờn dĩ kỷ. Không, tôi là kẻ mà tình thương tràn trề trong cơ thể nên xác thân này không có nơi chất chứa cầm hờn. Mà tôi đây chỉ mong là giải cứu Băng Đình. Sau khi hai tên thuyền quân Mông Cổ đang hướng về lãnh địa phù tang trong quá khứ mịt mù cát bụi, chúng tôi chẳng nỡ rời nhau, thì có lý đâu khi non sông đang kề bên hiểm hòa, tôi lại đành để cho người bản tâm đầu mai một thân danh. Trong tù ngục mà không được dọc ngang, làm người trai dũng cảm anh hùng. Thôi, ta không còn bình tĩnh để nghe thêm những lời giả nhân giả nghĩa nữa. Cần về đâu thì những tên phản nghịch này đi mau. Vĩnh biệt Băng Đình. Kiên Phương. Băng Đình, rồi sẽ đến lượt mi. Tâu phụ vương. Thôi, đừng kêu ta bằng phụ vương. Ta chỉ mi đã chết rồi tình thủ tử. Bà quan bãi trào, chuẩn bị diệt quân Mông Cổ.
Trời, trời ơi, băng đình sẽ chết. Ta chiếm được gì sau cơn ghen tức? Một cái xác người yêu, một sự đọa đày trong tâm khảm, một sự ngỡ ngàng khi nhìn mặt em ta. Không, không, băng đình không thể chết. Kìa, chị Lan Đài, có điều chi mà chị có vẻ hoảng hốt như vậy? Trục lệ em, Trục lệ ơi, hoàng tử băng đình sắp bị chôn xác như quả sơn. Trời, không, hoàng thượng đã hứa với em rằng người không giết băng đình, người sẽ tìm cách tha đứa con yêu quý. Nhưng hoàng thượng không thể tha tội chết cho hoàng tử, vì có đủ bằng chứng giữa triều thần, hoàng tử băng đình đã âm mưu phản loạn. Phản loạn? Không, em không tin rằng băng đình phản loạn. Chị Lan Đài, chị có biết ai đã tàn nhẫn cáo gian không? Những kẻ vu cáo không phải là người xa lạ. Nghĩa là chị muốn ám chỉ em chăng? Không, chị muốn nói rằng chính chị đã cáo gian cho băng đình bị tội, để bao đau thương hối hận đổ về tim mà nghe tình yêu trăng trôi giữa cánh ta. Trời, chị cũng yêu băng đình à? Phải. Chút lệ em ơi, vì một chút ghen đàn nên chị đã truyền lệnh cho kẻ si tình hoàng hạp tư lan bao tung với thanh quân khi hoàng tử lén vào cung ngắm. Và mới đây chính chị đã gây xáo động giữa triều trung, mà khi tàn của phong ba thì băng đình đã thọ án tử. Trời ơi, chị Lan Đài, Trục lệ ơi, chị giang em hãy cứu sống băng đình hoàng tử. Chị ơi, em đã kinh hoàng khi nghe băng đình bị kết vào tử tôi, nhưng giờ đây nghe chị nói em lại buông cho băng đình chết đi. Phải, chàng phải chết đi để chấm dứt hành động điên cuồng của một người chị đã làm cho em suốt đời dở dang sầu hận. Chị Lan Đài ơi, yêu là giấc mơ tươi đẹp hay là cơn ác mộng hãi hùng? Thì thôi, hãy để cho băng đình đi vào ngôi chết, để cho em với chị được trọn tình quyết nhục thiên. Giám sát hãy nghe ta truyền lệnh, khi mặt trời vừa lên, tiếng trống nâng ngọn môn quan vừa dứt là bắt đầu sổ tên phản nghịch băng đình xuống quả sơn. Trời ơi, tên băng đình phản nghịch, không, không, phụ vương ơi, không bao giờ phản bội phụ vương, hay đúng hơn cũng phản bội lòng con, cũng phản bội mối tình đầu nơi hồ Trúc Lê. Con là kẻ biên gì ngọt yêu đương thành chúa chết, đi lặng nhìn nguồn sung cảm từ từ rơi xuống vực sâu. Thân xa con rồi cũng tan tành dưới lòng quả sơn, vùi chôn khối tuyệt tình,
để cho Dương phụ được yên vui nơi gầm chướng màn loan, với giấc mộng vàng cha đã ấp ủ mười năm. Còn gì nữa mà các người do dự? Nếu các người không nỡ ra tay, ta quyết định cho số phận vĩnh biệt Hoàng hậu. Không, băng đình ơi, xin chàng hãy dừng lại đi, tiếng tôn xưng Hoàng hậu, mà cho em được cùng chàng nằm chung dưới đáy quy muôn đời. Hỏi nói yêu em như thuở mà đắng cay chưa làm cô yêu nụ cười, để niềm vui hiện lên khóe mắt ta tiếp từng giờ vĩnh biệt dương gian. Đây là phút giây đi vào cuộc sống mà em thao ước bấy lâu nay, dù cuộc sống ấy là địa ngục hay gọi thiên đường, cười vui vì đôi ta vẹn an nhiên. Thôi, ta đã đoạn lìa ngày xưa ấy, Hoàng hậu đừng nhắc lại tiếng thời nguyện. Vì ngày xưa tôi là tráng sĩ Tùng Cương, còn bây giờ tôi là bắn đình Hoàng tư. Đình Hoàng tư, dù chàng khoác áo thiên dương hay mang gương hiệp sĩ, thì chàng vẫn là một con người, cũng có con tim và nguồn sống cảm của tâm hồn. Chàng cũng biết thương, biết ghét, biết buồn, biết giận. Em đâu dám dục chàng cùng em xây tổ quyên ương nơi một miền nào đó xa xôi trên mặt đất, để chàng mang lấy tiếng nhớ muôn thuở mà em chỉ mong chàng ưng thuận cho em theo suốt cuộc đời. Băng đình, chàng đâu phải là sắc thép vô thi mà dưng dưng trước sự giáng sinh của em. Hoàng hậu, hoàng hậu ơi, những con người đâu phải do chất không thành tư, cũng có cội nguồn như cây cỏ núi sông. Nếu tri ông tôi còn đếm được nhịp tim, nếu lòng tôi còn dám hy sinh cho người cha đau khổ, thì tôi không thể nào bước ra ngoài giới hạn con người. Biết rằng không ai cấm kẻ yêu nhau đồng chết trọn tình, nhưng chết để gây ô nhục thì xin hoàng hậu hãy yên lòng trở lại hoàng cung. Thưa hoàng tử, có lệnh của hoàng thượng. Lệnh của phụ vương tôi à? Diệp Băng Đình con, bây giờ cha mới hiểu được sự hy sinh lớn lao của con đối với cha Chiêu Trúc Lệ. Bây giờ tôi mới hiểu sự bảo tồn trinh tiết của nàng đối với Băng Đình bằng cách giả loạn trí cùng tâm, bắt buộc tôi không được gần nàng kể từ khi cưới nàng đến nay. Vậy nàng cứ đi theo ước nguyện ban đầu của nàng. Băng Đình, cha cho phép con kết hôn với Chiêu Trúc Lệ, và lúc con xem xong thư này thì thuyền của cha đã lướt sóng trùng dương chống lại bọn giặc Mông Cổ đang lâm le xâm chiếm Phù Tang. Con hãy đón chờ chiến thắng sau khi thuyền của cha đã ra cửa biển. Kìa Băng Đình, chàng hãy nhìn xem,
thuyền đã ra cửa biển.